Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Nidai và hôm nay thì mình quay trở lại với tựa game Lockfruit ha bạn. Thì lần này thì mình ở lần trước mình hay nói lần trước mình nói là mình sẽ làm trái Shadow khi còn một giọt máu sẽ đam như thế nào nhé bạn. Đó là vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy trái Shadow ra nha. Đây, lấy trái Shadow ra. Ôi, lấy trái Shadow ra ăn liền. Đó. Ôi, không biết mình farm đủ 300 chưa vậy? Chưa luôn, trời đất ơi. Trời ơi, chưa đủ 300 nữa. Rồi. Thì trước khi mà mình farm đủ 300 mình review cho bạn coi còn một giọt máu thế nào á, thì mình sẽ tạo một cái crew mới đi nhé bạn. Đó, cái crew này kiểu lâu quá rồi đó. Với lại nhiều người cũ quá bạn nên mình không có nhớ hết được các bạn. Đó, mình qua hãy tắt nha, đây. Crew của mình đây, crew. Đó. Thì mình sẽ bỏ cái crew này nha bạn, mình sẽ làm một cái crew mới ha. Đó, crew mới và tìm những bạn mà mới hơn nữa luôn. Đó là vậy. Tại có nhiều bạn trong này là có khi là một là bị ban ạc nữa bạn rồi, kiểu không chơi lâu cái kiểu bạn nên mình giờ không có nhớ bạn nào hết á. Mình chỉ nhớ được có một vài người à, ông Kaya nè, Bo nè, Đắc Kép nè, rồi Sơ Ưng, nói chung là nhớ được vài người đó bạn, HB Tuấn Pro gì nè, Thanh Tân gì đó, Messi gì nè, đó. Kiểu vậy mình nhớ được có vài người nên bây giờ mình sẽ bỏ nha bạn. Đó, mình sẽ bỏ. Rồi, hủy bỏ nha. Rồi mình sẽ làm crew mới và mình sẽ tìm những thành viên mới trong băng của mình nha bạn. Và hôm bữa như mình nói đó, mình tìm được cái cây Yoru mà đúng không? Đó, tìm được cây Yoru. Nên bây giờ mình chắc mình sẽ đặt cái crew của mình là... Đây, crew của mình là Yoru Mini luôn nha bạn. Đó, hình Yoru, hình Mihawk cầm Yoru phải không? Yoru Mini. Đó. Và thấy đỉnh chưa? Băng Yoru Mini này hơi bị đỉnh luôn á. Đó, rồi giờ mình tạo nha. Không biết có người chưa ta? Ờ có, ờ được nè. Đâu đâu đâu. Ô Yoru Mini. Đỉnh quá các bạn đó, hình Mihawk cầm cây Yoru nè, mình cũng cầm cây Yoru nè. Chuẩn crew mình chưa? Đó. Rồi thì mình sẽ mời Bo vô đầu tiên nha các bạn. Lỡ lát có gì mình sẽ mời các bạn cũ vô trước. Xong rồi còn Juicy Lord là mình sẽ mời các bạn nào mà mình ra server thường các bạn gặp được á. Đó là vậy nha. Rồi mình sẽ mời các bạn đó sao. Rồi đó, mời đó vô đi Bo. Crew này hơi bị đỉnh á, dễ hơn chơi ở Yoru Mini liền. Đó. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ farm cái trái Shadow này còn một tí, còn một giọt máu. Farm lên 300 nha bạn, xong mình sẽ làm cho các bạn coi còn một giọt máu, coi down Shadow sẽ mạnh như thế nào nha. Nhất là cái chiêu này đó bạn. Mình thích nhất cái chiêu này nè. Đó. Chiêu này mà còn một giọt máu mình nghĩ là đố máu đã lắm luôn á. Đó là vậy. Rồi ha, bây giờ chắc mình farm tới 300 ha. Còn crew này á thì mình sẽ tuyển những bạn cũ trước. Đó, xong rồi còn những bạn nào mới á thì mình ra server thường các bạn join mình ha. Kiểu bạn nào nhanh tay á thì join mình, xong rồi xin vào á thì mình cho bạn đó vào luôn ha. Đó là vậy. Rồi. Giờ thì mình farm tí nha bạn. Rồi, thì hiện tại là mình đã farm xong cái trái Shadow lên 300 mastery rồi nha bạn. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ xài luôn cái áo luôn. Ủa cái gì vậy? Hết hồn. Cái áo đây đó, cái áo búp cho nhiều điểm vô chát quỷ nhất nha bạn, đó chính là cái áo của dâu đen. Đó, 15% luôn. Nên rồi bây giờ ra ngoài nè Bo. Đó, rồi mình review cho bạn coi nha. Coi như thế nào, mới chiêu V này là gì vậy? Mình chưa xài bao giờ luôn á. Gì vậy? Yeah. Cái người tự nhiên bự lên xong rồi nổ vậy ra đúng không? Đúng không? Chứ không có biến hình thành xong rồi di chuyển gì đúng không? Đó, cái Umbram Metal này nữa bạn. Rồi, ok, rồi bật vô. Cất hết vô. Đỡ dướng. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ còn tí xong mình sẽ xài từng chiêu luôn nha bạn. Vô Bo có 2 key luôn nha. Đó, cho nhanh chứ không 2 key nữa thì lâu lắm. Đó bạn nhìn cái Yoru Mini mình nè. Reo nhìn mắc cười đó. Vi Hạnh cầm Yoru. Rồi quánh đi Bo. Quánh còn tí. Quánh lần nhiêu đó? 1200 đúng không? Rồi 1200 tiếp. Tiếp. Rồi. Chiêu đầu tiên. Ôi, nhiều quá. Ôi, khúc máu Bo luôn nha bạn. Đó. Chiêu Z thôi nha, mới chiêu Z thôi là khúc máu Bo rồi nha. Rồi, một chiêu Z. Giờ mình sẽ tiếp tục tới chiêu X nha bạn. Chiêu X là gì vậy? À, chiêu X là quăng ra cái gì đó. À, rồi, nhớ rồi. Kiểu lâu quá không xài các bạn quên. Ồ, cái chiêu C này là nghe nói có nhiều bạn nói là hút máu luôn nha bạn. Có thể hút máu luôn. Ui, vậy lát hồi coi. Khi mà còn một giọt máu á, mình dùng chiêu C cái có mình hút đầy vô nha. Kiểu đầy đúng không? Là max down luôn á, là mình không biết hút máu theo down hay là hút máu theo phần trăm máu mất các bạn, kiểu vậy.
Rồi giờ tới chữ X đi ha. C, đánh đi đánh đi. Ơi, từ từ, tiếp 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 cái nữa cái nữa. Rồi. Ờ, chữ X này. Ôi, cũng to nha, cũng cũng to đó. Chữ X này với chữ Z là cũng kiểu to 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 nhưng mà cũng còn cũng kiểu gần 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 tới nửa cây, kiểu đây hình như là còn 60% máu bạn. Không, 60% là mình nghĩ là màu vàng chắc còn bảy chắc quánh được 30% máu con bó bạn, chiêu Z với chiêu X nè. Đó, 30% máu nha. Bây giờ chiêu C này, cái chiêu này là mình mới là gọi là ông chờ nữa bạn. Nhưng mà cái chiêu V này là cái gì từ mình? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vãi, thì nguyên quả cầu đen nhìn mặt mình là một kiểu cái người mình bự ra bạn, xong mình nổ á. Nhìn cũng bựa phết ha. Ôi mất máu, ôi. Ủa chiêu này mất máu không vậy? Hay là máu mình chưa hồi vậy? Chưa hồi đúng không? Ủa giật mình tự nhiên. Nãy giờ không để ý bạn tiện nổ phải còn nữa mà. Dịch cả mình rồi đợi bo hồi máu. Ủa bo chui vô cho mất máu gì vậy? Ôi hồi nãy đầy máu rồi đúng không? Chui vô chui về đúng không? Ghê hả? Ủa nãy bo đầy máu ấy bạn, chui vô chui về mà quấn khúc luôn á. Hay là mình càng đầy cái cây Umbra này càng mạnh ha? Đúng không? Không, mình cũng biết là sao nữa bạn. Cái cây Umbra này càng đầy là mình càng mạnh hay sao ta? Rồi bây giờ mình sẽ đợi bo đầy máu nha bạn. Rồi bo đầy máu nè, mình sẽ thử là chiêu C nha. Khi mà còn xíu á, mình coi xài chiêu C coi có hút đầy máu không nha. Chưa hồi chưa, từ. Ồ, mình nghĩ cái Umbra này là dành cho chiêu V á bạn. Tại mình xài mấy chiêu này nè. Đâu có chiêu nào mất Umbra đâu bạn thấy không nè. Đó, đâu có chiêu nào mất Umbra đâu đúng không. Đó, nhưng chỉ có chiêu V mới mất Umbra thôi. Đó, vậy là cái cây hình như là càng để cái Umbra này càng nhiều bạn là sẽ nổ một phát là mất càng nhiều máu hay sao bạn. Đó, kiểu vậy. Rồi ha, rồi quánh đây, giờ mình thử chiêu C nha. Từ nha, rồi đá. Cứ đá đi, đá. Từ để ngàn mấy, ngàn hai mấy đúng không? Tới ngàn ba đi, mình để hồi ngàn ba cho bo quánh mình phát nữa nha. Rồi. Đó, ui, chỗ họ được có 2400 rồi bạn ơi. Ờ, mất cũng 30% máu à. À, mất cũng có 30% máu à, cũng không có nhiều lắm. Vậy là tất cả mong chờ vô chiêu V nha bạn, kiểu bơm các bạn, nguyên trái bơm khổng lồ luôn, nguyên trái bơm Shadow luôn. Cái này là như trái bơm chứ gì nữa, tự nhiên cái người mình bự ra như trái bơm vậy. Kiểu vậy phình ra. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Từ. Cái chiêu V này chắc mình thử khi mà bo chưa mất máu, chưa còn một giọt máu nha bạn. Đây. Thôi, hồi nãy là mình chưa có thử cho các bạn coi chiêu Z, chiêu X với chiêu C là chưa một giọt máu á là bao nhiêu máu con bo nhé bạn. Hồi nãy là mình thử quên thử chưa khi đầy máu với lại khi mà không xài V3 với lại khi xài V3 là như thế nào chứ. Quên giờ xài lại chiêu Z nhé bạn. Đó, xài lại chiêu Z. Hồi nãy là con bo mất tới 30% máu đúng không? Giờ con bo nữa mày. Có tí. Có xíu luôn á, cái kiểu này mình nghĩ là 10 hay 15% máu à. Có một tí máu à, không có nhiều. Đó là vậy. Rồi giờ tới chiêu X nha. Hồi máu cũng nhanh các bạn đó, con bo cũng hồi máu nhanh luôn. Rồi chiêu X nha. Đó, rồi. Cũng vậy luôn bạn, kiểu này là mất 20% à. Vậy là khi có V3 là sẽ lên tới 30% luôn. Đó là vậy, ui. Cũng nhiều đó chứ, 30 hay 35 các bạn, cỡ đó. Rồi chiêu C nha. Chiêu C hồi nãy là cũng 30 hay 35% á. Coi bây giờ không xài V3 nha, coi sao. Ui, nhiều. Có xíu à, thiệt luôn á. Không có V3 là mình nhìn đúng chán luôn á bạn. Kiểu bạn thấy không, không có V3 bạn thấy nhìn nản không, đúng nản luôn ha. Bây giờ mình sẽ dồn thử 3 chiêu vô nha bạn. Đó, mình sẽ thử dồn 3 chiêu vô con bo mất được tới nửa cây không nha, tới 50% máu nha. 3 chiêu luôn nha. Rồi rớt xuống nè, mình làm theo công đoạn luôn nha bạn. Rồi chiêu X. Đó, chiêu X xong chiêu C. Đó rồi nha. Rồi nửa cây đúng luôn, 50% đúng luôn. Vậy là khi mà xài combo 3 chiêu mà không có V3 là 50% đúng nha bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xài V3 xong mình xài 3 chiêu vô liền nha. Bo không toan đâu, mình nghĩ là chắc không có tới mức toan đâu. Bo 7M4 rồi. Chắc cũng không tới mức toan đâu ha. Rồi bây giờ để bo hồi máu đầy nha bạn. Còn cái chiêu V mình để dành cuối nha bạn. Tại mình thấy chiêu V cũng khá là mạnh. Cái chiêu V nó mạnh quá hay sao á. Kiểu hồi nãy mình không xài V3 mà mình nổ bo là thấy một khúc máu bo rồi. Mà xài combo thêm với lại 3 chiêu kia nữa là toan bo chắc luôn. Kiểu vậy. Rồi thì bo hiện tại đầy máu nha bạn. Bây giờ mình sẽ dồn 3 chiêu lại. Nhưng mà mình sẽ dùng từ từ giống hồi nãy luôn nha bạn, mình không có dùng nhanh luôn. Đó, tại vì dùng nhanh thì bo hồi nãy mình dùng từ từ các bạn mà bo có hồi máu đường tí á, kiểu vậy. Rồi, đá cái nữa. Rồi nha. Rồi nè, 1 nè, 2 nè. Đó. 3, đó, đúng 3 chiêu nha bạn. Đó, còn ui. Ui bạn không? Ui mất hình như là cỡ 80% máu bo luôn á.
mất tới 80% máu luôn, là vo còn 20% máu với 3 chiêu thôi nhá bạn. Với 3 chiêu thôi là các bạn kiểu bê bê mà các bạn kiểu còn một tí máu, các bạn bạn bật lên xài 3 chiêu này cái combo thắng ngược luôn á. Nếu đối phương còn nửa cây nhá bạn, nếu đối phương còn nửa cây là một combo của 3 chiêu này là toang luôn. Mạnh nhá. Được á. Rồi. Vậy là xong 3 chiêu nhá bạn khi còn một giọt máu ha. Bây giờ mình sẽ thử chiêu cuối cùng. Chiêu V chiêu mạnh nhất. À quên, còn chiêu F nữa. Ờ ha, nãy giờ không để ý tới chiêu F hả bạn. Rồi từ đi mình để dành chiêu V sau, cái bom nổ này hay nè. Cái bom nổ này từ từ đi nó mình tính sau ha. Bây giờ mình thử chiêu F trước. Cái bom nổ mình thấy ảo thật á chứ. Tự nhiên ngồi cái người mình bự lên. Phải không? Đó, bự lên xong nổ như cái bom vậy. Ui. Ui, và đứng trong này đốt á nha, y chang Venom luôn á. Đúng không? Ở cái trái này cũng kiểu kiểu admin làm kiểu cũng suy nghĩ giống Venom mấy bạn, cũng không có khác gì Venom lắm ha. Đó. Thì thay vì mà đứng trong này thì Venom thì các bạn sẽ bị dính độc ha, còn Venom thì sẽ dính độc, còn cái trái Shadow á thì các bạn sẽ bị kiểu bị mấy con quạ trong cắn hay sao á, kiểu vậy. Đó, rồi bây giờ để thử chiêu ép trước nha, khi không có V3 nha. Đó, đi vòng bo. Đó. Đi vòng. Ui, cắn đâu chứ. Ui. Ui chiêu ép kìa. Trời. Chiêu ép cắn nửa cây. Một chiêu ép cắn nửa cây máu luôn mày. Ui vãi. Lần đầu tiên mình thấy một cái chiêu bay á. Lần đầu tiên mình thấy một cái chiêu bay mà đam còn to hơn mấy cái chiêu mà hả. À, không, Venom chiêu ép nhưng mà không có cắn nhiều vậy đâu. Phải dính cái đuôi đúng không? Khó trúng hơn nhiều luôn. Venom là cái mình bấm ép là mình sẽ ra cái con rắn đúng không? Nhưng mà con rắn mà chỉ có cái đuôi mới gây đam thôi các bạn. Và các bạn khó đi trúng nữa. Khó quật trúng cái đuôi nữa. Còn Venom này các bạn không, chỉ cái đi vòng là mấy con quạ, mấy con ma sẽ đi vòng cắn xung quanh nè. À. Khá là đã luôn ha. Ui, lần đầu tiên mình thấy cái chiêu ép. Cái chiêu bài của một trái quỷ mà đam còn to hơn cả chiêu mấy cái chiêu bình thường của trái quỷ nó chứ. Rồi bây giờ đánh con giọt máu nè. Ui, có khi mình cắn bỏ trời bỏ toang luôn á bạn. Tại hồi nãy là nửa cây rồi đó. Kiểu vậy rồi. Đâu, đúng rồi đã. Tiếp. Ôi từ từ nha, để nghiền ba đi. Rồi. Ê. Rồi nha, rồi nè. Ui, cắn lần 300. Ui. Cắn lần 300. Ui. Ôi. À, vậy cũng là 80. Ui. Một chiêu ép bằng ba chiêu kia cộng lại. Hơn luôn, có khi hơn luôn á bạn. Không, nhưng mà cho là ba chiêu kia cộng lại luôn đi. Là một chiêu ép bay này là bằng 3 chiêu ZXYC cộng lại nha bạn, cộng lại nha, khi còn một giọt máu nha. Trời ơi, chiêu F3 này khi còn một giọt máu bằng 3 chiêu kia cộng lại khi còn một giọt máu luôn nha bạn. What? Ảo thật sự luôn á. Không tin được. Vãi cái áo game thật sự. Rồi bây giờ mình sẽ thử chiêu V là xong nha bạn, là chiêu cuối cùng ha. Giờ mình sẽ đợi bo hồi đầy máu. Rồi hiện tại là bo đầy máu nha bạn. Đây bây giờ mình sẽ xài chiêu V nha. Đây một chiêu V trước nha. Đó. Đúng rồi, bo đứng ở chổng luôn. Đúng rồi, đó chờ đốt. Ui. Mày không mấy con quạ bay vòng vòng này đó, mấy con quạ bay vòng đánh liên tục luôn. Đó, mấy con quạ bay vòng đánh liên tục luôn. Trời đánh đã chưa? Cũng chưa tới nửa cây bằng chiêu ép. Phải không? Cũng chưa tới nửa cây bằng chiêu ép luôn. Trời ơi, bởi vậy mình thấy chiêu ép là hơi bá đó nha, nhưng mà cái chiêu bơm này thì đánh dễ hơn chiêu ép nha mày. Trong BB thì các bạn rất là khó mà bay để đụng vô đối phương á, tại đối phương hình như đụng với bạn cái đâu quánh thử bao quánh trúng đi. Quánh trúng cái hình như là mình hết bay đúng không? Quánh. Đó không bạn không? Quánh trúng cái là mình hết bay à. Đó là vậy. Còn chiêu V nổ này thì trong BB thì có thể là lợi hơn chiêu F nhiều. Thì cái đây như mình nói đó, đây là chỉ có clip so đam thôi nha các bạn. Đây chỉ là một cái là so sánh đam thôi, nên các bạn đừng có đem vô BB nha, rất là khác, hiểu vậy. Rồi. Bây giờ đánh con xíu đi. Đúng rồi. À, từ từ tới đây thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh mình nha, để mình sớm lấy được một bạn mình quay vlog cho các bạn coi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vô. Đá. Tiếp. Đá. Từ 1.300 từ. Rồi đá. Ok. Đúng. Trời ơi. Ui. 140 hồi nãy tắm máy. Rồi xuống rồi nè bạn. Máu mình càng lên là đam sẽ càng giảm bạn. Rồi mình hết V3 rồi. Rồi tổng cộng nhiêu? À tổng cộng là hơn 50% tí nha bạn, là mất cỡ 60% máu thôi à. Vậy là theo mình tổng hợp nha bạn là chiêu Z với chiêu X nè. Z với C luôn á, hình như là mình thấy kiểu ngang đam nha các bạn. Là cỡ như là mất bo là 30 hay 35% máu à, cỡ cỡ đó à.
là kiểu chênh lệch nhau có 1-2% máu bạn, à, năm ổn rồi, từ 1 đến 5% máu à, cũng không có nhiều lắm đó. ZXC là giống nhau nè. Có chiêu V, chiêu V thì đánh bo còn mất tới nhiều cỡ như ta 60 hay là 65% máu các bạn đó. Chiêu V này là khác biệt nè, đó tới chiêu V. Nhưng mà cái chiêu khác biệt nhất vẫn là chiêu F nha các bạn. Áo thật sự cái chiêu F này là quánh bo như tới 80% máu luôn, là bo máu đỏ luôn các bạn, là còn hai còn kiểu xíu á, 80 hay 75 gì mình không có nhớ, nó không không thấy rõ, nhưng mà bo còn một tí máu luôn với chiêu F cắn này thôi nha các bạn. Ảo chưa, kinh thực sự đấy, ghê thực sự luôn. Rồi thôi chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây thôi nha các bạn. Đó thì kiểu mình quay còn một vài máu sơ sơ vậy cho các bạn coi vui vậy đó ha. Thì thôi chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây được rồi. Thì các bạn nào thấy hay á cho mình xin một like, một đăng ký kênh mình ở dưới nha. Đó, và comment ý kiến của bạn bên dưới nữa, các bạn muốn mình làm những gì còn một giọt máu nữa thì mình sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn luôn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau của mình nhé. Bye bye.